Xin chào cả nhà. Số Ngọc Hiền Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy thương hiệu Joyzy nhé các bác nhé. Đấy, Joyzy Juicy này. Em này dung tích 3 lít nhé các bác nhé. Có công nghệ VN là công nghệ tiết kiệm điện và giữ nhiệt siêu tốt luôn nhé các bác nhé. Đấy. Con này đét vô cùng cao luôn, trắng tinh tất cả sơn zin nguyên bản. Đấy. Con này đời 2020 nhé các bác nhé. Duy nhất một em bình đời 2020, đét cao chót vót luôn này các bác này. Đấy. Con này điện 100V và công suất là 905W nha các bác nhé. Đời cao 2020. Trắng tinh cho các bác nhìn này. Gần như mới bóc hộp ra luôn này các bác này. Đấy. Trắng trắng tinh tình tình luôn. Tất cả là sơn zin nhá. Hàng nguyên bản luôn các bác nhé. Đời cao này. Có màn hình hiển thị nhiệt độ này. Đấy. 70 độ C này. Có chế độ pha sữa cho trẻ nhỏ này. 70 là chế độ pha sữa nha các bác nhé. Đấy. Em cho các bác quay chi tiết bên trong. Gioăng các bác nhìn này, mới tinh tình tình luôn. Đấy, gioăng xanh ngắt nhá, ruột bên trong này. Đấy. Đấy. Ruột bên trong cũng rất chi là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, nhìn tổng thể gần như là mới luôn các bác nhá. Toàn bộ phần nhựa này. Trắng tinh sơn zin. Còn em bán cho các bác 1 triệu đã bao gồm phí ship cho các bác nhá. Dung tích 3 lít rưỡi. Bình Joyzy. Đây, trắng tinh tem mác đầy đủ luôn. Trắng đẹp. Đẹp đều màu luôn nhá. Không có hiện tượng ngả màu bất kỳ chỗ nào luôn, không có chỗ vàng, chỗ trắng luôn các bác nhá. Đây. Đét cao 2020. Duy nhất một con đét cao như vậy. Em bán chỉ có 1 triệu này cho các bác này. Dung tích 3 lít này. Bao ship cho các bác. Tất cả đã test mọi chức năng hoạt động ok luôn các bác nhé. Chế độ bơm tay các thứ, à bơm điện tử các thứ hoạt động tốt, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Bóng nặng luôn. Rồi bác nào lấy thì liên hệ em số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Các bác cọc hàng lên đơn, cọc cho em 100.000 của lại nhận hàng, được kiểm tra hàng, cắm điện test luôn. Đấy. Các bác được cắm điện test luôn. Rồi thanh toán cho em nhé. Rồi, xin chào các bác ở các video sau.